nha. Đang có tôi sẽ không co bà. Nên cãi lộn á hả, là cũng không có văn từ gì mà đàng hoàng để nói. Thôi 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 là cái gì? Thì là thôi đó, là đừng có nói nữa. Trời ơi, bà nghĩ là sao mà bà đẹp nhất ở đây hả? Trong khi đó còn có tôi. Sắp tới Ngọc Hoàng có ban lệnh là sẽ có người đến đây thay thế tôi hoặc là bà. Tôi nghĩ là cái người nên đi chính là bà. Bởi vì mấy ngàn năm tuổi rồi, bà cũng khá lú lẫn rồi, nghĩ làm sao có thể tự nhận mình đẹp hơn tôi được cơ chứ. Ý của bà là bà nhỏ tuổi hơn tôi á hả? Đúng như vậy, bà mới là lú đó. Người ta kêu mình là bà mụ, có nghĩa là mình là bà mụ, mình nặng ra một con người, chứ không phải mình là bà mụ là mụ mị cái đầu óc. Bà với tôi sinh cùng tháng cùng năm, nếu như mà tôi già thì chắc chắn bà cũng sẽ già như tôi. Dạ thưa chị gái, chị gái là lớn giờ lớn khắc hơn em đó chị gái à. Thiệt là ngu ngốc mà, tôi sinh ra lớn giờ hơn bà là tôi chỉ có khôn hơn bà, chứ không có bao giờ mà già hơn bà cả. Ra trước một phút thì cũng gọi là chị rồi. Nhưng mà chúng ta bằng tuổi nhau. Tôi nghĩ bà là người nên đi đi. Bà mới là người nên đi đi. Bà nghỉ hưu đi. Bà đi. Đừng cãi nhau nữa. Hai bà mới là người ra đi. Rõ ai vậy? Vậy? Ai mà to gan quá vậy? Dạ, tiên nữ mụ xinh đẹp xin chào hai mụ ngoại. Mụ ngoại? Mụ nội. Trời ơi, chị là tiên mà sao chị chửi em? Chửi hồi nào? Thì bà kêu tôi mụ ngoại thì tôi kêu bà mụ nội cho chẳng hai bên. Nè cô gái. Dạ. Bước qua đây coi. Quay lại đây. Bà là ai? Xin trân trọng giới thiệu với hai mụ ngoại. Tôi chính là một mỹ nữ mụ xinh đẹp, được Ngọc Hoàng bổ nhiệm đến đây để thay vị trí của hai người. Cái thế hệ của ta, một thế hệ tươi trẻ, sẽ tạo ra những con người tốt đẹp hơn. Ê bà, người ta có Gen Z, còn bà này là Gen gì? Gen gì mình cũng không biết Gen gì, chỉ biết là không tự lượng sức mình. Xin lỗi hai chị mụ ngoại, hai chị không phục cũng không được, vì đây là mệnh lệnh của Ngọc Hoàng. Lệnh của Ngọc Hoàng ta không thể nào chống lại được. Đúng vậy, cho nên thôi thì nếu muốn trở thành một bà mụ thay thế công việc của chúng ta thì bà phải trải qua một thử thách, đó là uống rượu độc mà không chết. Đúng vậy, có làm được hay không? Tôi nói hai bà già thì hai bà không chịu, nói hai bà mụ thì hai bà lại không ưng. Hai bà nên nhớ, cái tử rượu độc là dành cho ngự trù hoặc đầu bếp, chứ đâu phải là của một bà mụ. Bà nói đúng rồi. Đúng rồi bà ơi. Bà nói bậy rồi, già lú lẫn, nói gì nói à. Chứ bây giờ có cái thử thách nào khó khó cho bà đi chứ, bây giờ bà vô bà thế tụi mình đó. Có chứ. Để muốn làm một bà mụ thì bà phải biết cưỡi ngựa bắt cung. Có làm được hay không? Cái đó là tuyển thiên binh thiên tướng, chứ không phải là bà mụ. Là hai chị có thật sự là tỉnh táo chưa? Là bà lú rồi đúng không? Không phải, tại vì mấy cái đó tôi với bà làm không có được, khớp yếu. Nhưng rồi cái đó đâu có phục vụ cho công việc của tụi mình. Để tôi. Ờ ha. Nè, muốn trở thành bà mụ thì Phải làm sao à chị? Hát một bài đi. Cái này là bà mụ chứ đâu phải là tiễn ca sĩ. Ta không phải là Lâm Vĩ Dạ mà suốt ngày ra MV. Bây giờ phải làm sao? Chúng tôi sẽ nói chuyện nghiêm túc và không đùa giỡn với bà nữa. Cho mượn cái học bà đi. Đây, học bà của tôi đây. Xin trình lên chị mụ ngoại. Trình độ học vấn? Chà, cũng được á. Toán 10, lý 10, hóa 10, sinh 10, văn 10, sử 10. Môn giáo dục công dân cũng 10. Hạnh kiểm tốt, học lực tốt, giữ
gìn vệ sinh thật tốt, khiêm tốn thật thà, dũng cảm. Học sinh giỏi. Học sinh giỏi 12 năm liền. Rồi đi về đi. Ủa cái gì vậy chị? Loại rồi. Ủa sao mà loại? Tại vì môn mỹ thuật nó bị dưới trung bình. Có 3 điểm thôi mà làm bà mụ, rồi lấy cái hoa tai đâu mà nắng cho người ta. Đúng như vậy. Để có thể trở thành một bà mụ thì tay chân phải khéo léo, phải biết nhào nặng nên một con người thật hoàn chỉnh. Ta có thể nắng được mọi thứ trên đời. Vậy thì bây giờ bà hãy nắng cho chúng tôi một dũng sĩ. Bà có làm được hay không? Dũng sĩ à? Chuyện nhỏ, hãy xem ta làm đây. Vậy thì đi qua đi. Đi. Nắng bột là nghề của ta. Trời ơi, hai bà làm bà mụ bao nhiêu năm rồi mà để một cục bột nó cứng cứng như vậy? Hôm nay hãy để cho ta dạy hai bà làm sao để có một cục bột mềm mại nhất. Xin chào tất cả mọi người đã đến với cái kênh Khéo Tay Hay Làm của ta. Ngày hôm nay ta sẽ dạy cho tất cả mọi người làm sao để chúng ta có một cục bột thật là mềm mại. Nắng đi sao mà múa hoài vậy? Đầu tiên chúng ta sẽ đổ một ít nước vô đây. Chúng ta nhồi, 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 nhồi. Đó, chúng ta nhồi thật là đều tay. Sau đó chúng ta bỏ vô đây một ít tiêu, một ít hành, và bỏ vô đây một ít nước mắm. Chúng ta lại tiếp tục nhồi, nhồi, nhồi. Nấu ăn thôi bà nội. Trời ơi, hai bà cứ đứng ở đây hoài à, làm cho ta phân tâm, ta không làm được. Hai bà đứng xa ra đi, ta sẽ tạo được một con người theo ý muốn của ta. Đi ra, đi ra. Để coi làm được cái trò trống gì. Đây, một cái đầu thật tròn với một cái khuôn mặt hình trái xoan nè. Đôi mắt hai mí nè, hai mí. Mặt hình trái xoan. Lỗ mũi dọc dừa nè. Cái đôi môi trái tim. Chúng tôi đưa ra đề là nắng dũng sĩ, chứ không phải ca sĩ đâu mà bà nắng lâm vị già vậy. Chị mụ ngoại ơi, chị hiểu lầm rồi. Chừng nào tôi nắng cái mỏ hổn mới là lâm vị già. Hóa ra đây là khuôn mặt của Buka. Ơi, nếu bà nắng Buka, bà nắng kỹ kỹ cái dây thanh quản nha. Là sao? Cho nó hát hay, cho nó hát hay. Ta đã nắng xong một người dũng sĩ rồi. Đâu? Đâu? Đây. Dũng sĩ xuất hiện. Có thấy thấy đâu? Đâu? Ánh mắt thất thần. Đủ cười ngờ ngờ. Bà nắng cái gì vô tri vậy? Con ơi, đi ra, đi ra, đi ra, đi ra. Ủa sao kỳ vậy ta? Tôi đã nắng ra được một dũng sĩ như vậy rồi, mà tại sao nó vẫn vô hồn? Nó không có một cái gì hết vậy? Tại sao vậy mấy bà? Cười bình. Tại sao vậy? Sao hai bà đứng cười hoài vậy? Tôi cười khinh bà đó. Tôi cười bỉ bà đó. Tại sao khinh tôi? Nè, đúng là một người non nghề, không có kinh nghiệm. Tại sao cái mặt người ta vô hồn như vậy? Có nghĩa là bà đã quên nắng một thứ quan trọng. Bà quên thổi một cái quan trọng. Thổi một cái quan trọng. Bà quên hỏi một cái quan trọng. Là cái gì? Đó là cái gì vậy nhỉ? Cái mà bà hay giành hỏi với tôi đó. À, đúng rồi. Đó là cái tôi rất là thích. Lúc nào tôi cũng giành hỏi với bà. Đúng bà rồi. Ơi bà, mình thổi cái gì mà để cho người ta trở thành một cái người đàn ông vậy? Để cho cái cục bột bên đó trở thành một dũng sĩ và thành một người đàn ông thì chúng ta phải nặng cái đó và thổi cái đó. Mình nặng cái đó, mình thổi cái đó là cái gì? Phải chỉ cho tôi để tôi thổi với coi. Đó là mình phải nặng tính cách và thổi linh hồn. Ha 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 ha
Cái gì vậy? Trời ơi, cái đó là ta biết rồi, tại vì ta chưa làm thôi. Hai bà ơi, trước khi ta đến đây á, ta đã điều tra hết rồi. Cái phương pháp của hai bà cũ kỹ lắm. Hai bà tạo ra những con người ở dưới trần gian đầy rẫy những cái tính cách xấu. Bây giờ ta sẽ tạo ra những con người tốt. Với ta, một người tốt chỉ cần hai tính cách là đủ. Hai tính cách? Hãy để coi bà làm vào đây thật nhiều sự thẳng thắn. Và đầy ấp sự trung thực. Chỉ cần thẳng thắn với trung thực là sẽ ra một con người thật là tốt. Tự nhiên bà đọc về vậy? Sao bà không nói chuyện bình thường được hả? Đây còn dư. Ủa, còn dư quá làm gì? Ta cho ngươi sự mềm mỏng không còn cao có rồi. Còn đây cho một chút sự cảm nhận tốt. Trời, vô mặt đó. Chào á. Ừ, ta là dũng sĩ. Dũng sĩ? Gì mà có chút béo vậy? Gì mà ốm tông ốm teo vậy làm dũng sĩ? Trần Dũng Sĩ. Trời, trời ơi, cái tên đó mới nắng ra mà có họ và tên luôn hả? Đó, lúc vừa nắng là nói cái tên để nó ám vô cái người luôn, để nó tỏa được cái vẻ đó. Con ơi con bây giờ mình nói đi con. Mình nói những lời tốt đẹp, mình nói những cái lời chung thực thẳng thắn đi con. Chào ngoại. Dùa phát câu đúng như sợ. Ê, sao tôi thẳng như một lưỡi dao đâm vào tim. Trời ơi, đập tôi là tôi đau đớn dữ lắm á. Tôi về tôi đập hết kiếm ở trong nhà luôn. Không dám soi mà nó kêu bình bà ngoại. Bé ơi, bé ơi, đừng cung phá nữa bé. Ủa rồi hai người này là ai đây? Hai người này chính là hai bà mụ đã cai giữ ở đây rất là lâu rồi, đã hơn mấy ngàn năm. Dạ, chào bà cố ngoại, chào bà cố nội. Ủa? Dạ, chào bà cố cụ mụ nội ngoại. Ở đây tôi đi mua áo giáp cái nè. Nó phóng dao tôi quá, sao tôi chịu nổi. Con ơi con, gặp một cái người mà nhất là phụ nữ đó, mình không có dùng cái số tuổi mình kêu người ta như vậy được. Ủa nhưng mà rõ ràng bà mới giới thiệu là cả ngàn tuổi rồi, là lớn tuổi lắm để kêu tới mụ nội ngoại là hợp lý rồi. Nhưng mà mình không được kêu như vậy, người ta tổn thương. Con phải lựa lời mà nói, mình không có được thẳng thắn như vậy, con hiểu không? Sao được, đây nè, cái tính cách của con là thẳng thắn, cho nên là con sẽ nói thẳng, nói ngay, con không có nói xéo, nói lệch giống như bà đi. Đó, trời đất ơi, thì các bà cũng có tuổi rồi mà cho con gà nó đạp nó trên mặt mình chi vậy? Cái này là bông cúc con ơi. Bông cúc hả? Ừ. Như vậy là bà bị mất nhận thức rồi. Sao mà dán bông cúc y như con gà đạp lên trên mặt mình vậy? Trời ơi, sao nó nói quá, nó nói. Ê, quá. Bà nói nó thắng cái tính thẳng nó lại được hả? Ê mà nó nghe nè mà chê nha. Trời ơi, thời đại là bao nhiêu rồi mà coi kìa, cắm cái đầu kìa. Trời đất ơi, y như hai cái bình bông di động. Không có đẹp một miếng nào luôn á. Thật sự, cái này con là nói thiệt. Con ơi, nói nghe nè. Mình phải tém lại, hiểu không? Ví dụ mình biết cái thẳng thắn là cái tốt được đúng không? Nhưng mà mình nhiều khi mình cũng phải biết lựa những cái nơi mà mình nói. Với lại mình không có được nói thẳng. Không, cái đó là con cách tính cách của con mà. Thí dụ giờ đi, bây giờ mà con cứ nói những điều không đúng. Thí dụ giờ nói bạn vậy đi, con nói bà cao bà tổn thương không? Con nói bà cao bà tổn thương không? Con nói bà ốm bà tổn thương không? Không, thấy không? Con nói dối gì là bà tổn thương bà rồi, thấy không? Nói bà lùn bà mập gì là đúng. Trời ơi, mà nói gì vậy? Đau. Thiên đình có biến. Cái gì vậy? Trời ơi, thằng Nga và chú Cụi nắm tay nhau, hai người này lộ thiên yêu đương. Trời ơi, thấy chưa? Nói rồi, ở gần với nhau trên cung trăng 4.000 năm. Thì đó, mà mỗi lần mà ai ghép đôi một cái là chối bay bại. Bảo miệng đó là cứ chị em. Đúng rồi, mà nghĩ sao? Ở chung cái một cái vòng tròn như vậy, lửa gần bơm là... Lửa gần bơm là... Cái gì vậy? Tới đây mà dắp chị? Có nói bà đâu lửa. Mà bà dắp. Lửa gần rơm, lâu ngày cũng biết. Đúng rồi. Thiên hạ hay lắm nha. Có người ta mới đồn, không có người ta đồn làm gì đúng không? Đó. Mà thí dụ mình có mình dẫn đi chối làm gì? Ờ đó. Đó. Một ngày nào đó cái chú Cụi cầu hôn rồi ăn nói làm sao? Đó, lộ ra tùm lum. Thế sao chối không? Sao chối? Chối là sỏi miệng của hai bà. Tôi nói nè, lỡ mình biết cái chuyện này rồi, thôi mình tém mình giấu cho người ta đi. Trên thiên đình mình không có được yêu đương. Ồ. Nói với Ngọc Hoàng là Ngọc Hoàng đầy xuống trần gian đó. Mà cái thiên đình mình có chuyện là ba bà mụ mình cũng không có yên được đâu. Chết. Mình giấu đi. Mình phải giấu im lặng, không có nói. Giấu cái chuyện này. Quá trời, quá đất ba bà mụ rồi ha. Là thần tiên dữ chưa? Thần tiên mà tụm năm tụm ba bàn tán người này bàn tán người kia, rồi toa rập với nhau, giấu giếm bí mật ha. Qua mặt Ngọc Hoàng. Thôi được rồi, con là người thẳng thắn, con sẽ gặp Ngọc Hoàng để mét. Ê, 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 ê,
Ê, con trai ơi, con trai ơi. Ê, đây nè, đây nè, đây nè, để tôi giải thích cho nó. À, con ơi, đây là mình giấu người ta, nhưng mà mình giấu vì cái chuyện tốt, con hiểu không? Mình không muốn những cái chuyện bể ra làm cho người ta bị tổn thương. Ví dụ mà mình giấu quá như vậy rồi xong rồi là cứ lén lút yêu như vậy là đâu có được, đúng không? Nhưng mà chừng nào người ta muốn công khai thì người ta tự miệng người ta nói cho mình, đừng có đi nói được không con nghe. Nhưng mà cái vấn đề là yêu trên thiên đình là sai, nhưng mà mình phải nói ra. Trời, cái gì vậy? Dính hồi nãy giờ nhiều rồi nghe. Trời ơi, bà mụ gì mà hung dữ quá trời quá đất rồi, làm sao mà tạo ra được con người đây? Thắng thì cũng thắng vừa vừa thôi, đâu phải chuyện gì muốn nói là nói. Nói như vậy là banh cái thiên đình rồi sao? Đúng rồi đó. Ủa chứ mọi người giấu giếm như vậy không phải mấy ngàn năm giấu giếm là thiên đình nó yên ổn ư? Nhưng mà chúng tôi giấu những cái điều đó không có hại đến ai hết. Đúng rồi. Không, tất cả con nói ra là muốn tốt cho ba bà. Tại biết vì sao không? Nếu như chuyện này lòi ra thì ba bà cũng là đồng phạm, hiểu không? Điên rồi. Thôi, bây giờ rồi. Phải làm sao? Con sẽ gặp Ngọc Hoàng để bẩm tấu và vạch trần bí mật của ba bà. Trời ơi, mấy bà ơi, tôi đã biến nó trở thành lại cục bột rồi. Trời ơi, đau tim quá đi thôi. Thôi cũng được rồi. Tôi thấy vậy á, là ở đây cũng có người gọi là kế nhiệm cái chức vụ của chúng ta. Họ làm cũng rất tốt rồi. Tạo ra một người rất là thẳng thắn như vậy thì sẽ tốt cho Trần Gian. Cho nên mình đi đi bà. Đúng rồi, đã đến lúc chị em ta hay đi nghỉ ngơi đi. Đúng vậy, đi. Để dừng lại ai chị Mụ ơi. Chị Mụ, hai chị đẹp ơi. Dạ em xin lỗi hai chị, tại vì em cứ nghĩ là một mình em có thể tạo ra được một con người hoàn hảo, nhưng em không làm được. Tôi nói cho bà biết nha, để tạo ra được một con người cần tới 12 bà mụ lận. Ở đây chỉ mới có hai chị em tôi thôi, mà bà đòi một mình bà làm hết, ở đâu ra? Dạ em không có kinh nghiệm nên em hy vọng là hai chị có thể ở lại đây giúp em dạy em đi à. Hồi nãy bà nói cái gì? Một mình bà không thể tạo ra một con người hoàn hảo đúng không? Đúng rồi. Và cả chúng ta cũng vậy. Tất cả chúng ta không ai tạo ra một con người hoàn hảo cả. Chúng ta chỉ tạo được một con người hoàn chỉnh mà thôi. Con người sau khi được sinh ra lớn lên, họ sẽ tự học hỏi để hoàn thiện tâm hồn của mình. Dạ, bây giờ thì em đã hiểu. Hai chị có thể ở lại giúp đỡ em không? Nhìn thấy cũng tội, mà thôi cũng kệ. Đúng. Ủa là sao, là sao? Vậy hả? Là sao, là sao? Giỡn thôi. Chứ chị em chúng ta phải đồng lòng với nhau mới tạo được một con người hoàn chỉnh, có nhiều tính cách. Đúng như vậy.